Ui, giao dịch thế nào? Phượng, đang cần cái phượng. Có cái nào mang đi anh? À đây, mang vai. À, đấy. Hàng khô đây, hàng già đấy, kinh điển đấy. Nhiều tiền không anh? 20. Xứng đáng đấy nhỉ. Đấy, kim 20. Trước để ưu tiên cho anh ấy. Phượng anh hay quá nhỉ. Đấy, đi bắt về thế nhỉ. Cái nền rêu đẹp nhỉ. Cái phượng quý nhất cái bộ rêu này. Đội bỏ đi. Không bỏ sao anh để nó. Bán lại cho anh 200 bộ rêu. Đấy. Không, rêu này bỏ ra cây ra. Ngôi côi thì không cần rêu. Cho rêu những cây không mà đặt lên, không quan hợp được không lên nào. Đấy. Đấy. Người ta cây hoàn thiện đi chơi đi chứ không cho vào thiện. Không, cho rêu vào nó không quan hợp được. Em thấy nó lên đơn giản nhỉ. Lại đi mua rồi. Chết chật. Đấy, cây này cả hai ông bà đều thuận rồi đúng không? Phải tranh cãi không? Hai ông bà này đi chơi phải đi mua cây phải khô nhất cái chợ Hà Đông đúng không? Mất toàn đồ. Ở nhà có cái phượng đẹp lắm. Ngoài này nhiều, cây huyền. Cái là đẹp phải chơi. Chắc là cây ở nhà là cũng hoàn thiện rồi. Chưa hoàn thiện, anh mua lâu rồi nhưng sơi. Hay quá. Đấy. Bắt đi trước thời đại ấy. Phượng. Đấy, quay trở lại đây cái này. Đấy, hàng khô đây. Kinh nhỉ. Con này mà lấy riêng làm một con trực cũng được. Tình cảm làm cái 2000. Nhỏ nhưng mà đẹp đấy. Chân là để người tiếc đất đâu. Cắt thì cho mua để mình bán. Mình mua về mình bán. Để lung tung ai biết thế nào mình. Cái đẹp là giá này còn rẻ à? Mà nuôi mà sướng. 20 à? Hàng khô nuôi sướng. Tháp bút của bác nào đây? À vời. Đừng coi thường anh quay lặng hơi giỏi đấy. Là biết rồi đấy. Tháp bút. Vào dạo là cái chân với cả nhà nữa là về thoải mái. Tắp bút này chả biết bao tiền. Vời chạy đến đâu rồi. Ôi, cây này xong phim rồi. À, cả cây này đâu anh? Hay quá. Cây rất hay đấy, cây này. Anh mua để bán lại cho anh đi. Vừa lấy cây của Trung kia rồi. Cây si này ạ? Vâng, cái này được không? Quá đẹp cái này. Anh về cắt luôn đây này. Đúng rồi. Cây này nghệ thuật đấy. Cây song siêu nghệ thuật đấy. Khu đi vô góc đây là đấy. Cây này hàng khô rồi. Đúng rồi. Nhanh cũng gần như đã về cắt nốt vào này. Cái nhìn khu cây vào cái nó đẹp này. Cắt thằng này. Hôm nay có con gái đi dạo phố à? Ôi giời, đẹp trai quá. Không cho cọ đi anh trả dưới đưa đi không ạ? Cùng là cái món rêu này đẳng cấp đấy. Rêu mà chỉ để chị bỏ đi. Rêu này là cấy rêu non như là nó mướt đấy. Dạ. 1,5 triệu ạ. Dưới cái gì? Giá yêu thương mà. Đấy, còn cơ ông này mà đây bán giá rất yêu thương. Sôi động quá nhỉ. Đầu giờ sôi động quá. Đó. Giá tiêu tình để cho anh em về mà. Chị chơi chứ phải về đây nhà chị thì biết đấy đồ của bạn. Không phải buôn bán kinh doanh như các vị kia. Lên đấy thấy cái nào đẹp đẹp chụp về hôm nào lên múc. Gây gốc việc nhiều lắm, thành đồ hàng gặp luôn. Hôm này đúng là lão làng đi bắt cây đấy. Chơi đồ đạc. Mà cái này mấy phiên trước cứ khen nó đẹp mà không bán này. Cứ khen nó đẹp mà chả thấy ai. Không ai mua. Em về quê bây giờ em mới xuống ấy. Siêu cảng này, cảng đúng không? Cây ai chứ bao giờ nó đúng cái này mua cây cả anh ấy. Già, viết cắt viết kiếp đang coi như là co hết rồi đây này, đây viết cắt này. Em nhìn này viết cắt chân này rất vững chãi, không cần nhiều. Cắt mà. Về cắt thằng này cái đẹp ngay. Đây, cành bay về gốc đây. Thế là xong. Cắt cái cây này thì nó không cắt cái cành này thì quá. Ừ. Đúng rồi, cái đấy họ cắt từ lâu rồi đấy ạ. Muốn nuôi là được, cái này nhanh mà. Cắt nhanh đây cái nuôi to sẽ ra 2 cành, như thế là chưa. Không. Đấy. Già, cái này già. Bà chủ có thấy đúng không? Cắt như này co rồi, thế này. Đúng không? Cắt trên lưng co như này sẽ ổn này. Đấy, này, lít này. Đây là những vết như này, lít hết. Nó lít hết rồi. Lít hết rồi. Mím như rốn. Nó bì lắm. Thời gian mới làm được 2 cây đấy ạ, thành 2 cây đúng không? Một cây trung thân. Ai nói 1 cây, cây bây giờ 4 cây bây giờ là phí làm đây, xanh thành đấy. Nam điền rất đẹp, chất điền xịn, chất điền xịn. Đấy. Đây này còn cái khúc này. Quá chúc mừng. Đây bác ấy lấy. À lấy rồi à? Ai lấy rồi đấy. Nhường cho anh nốt cái này. À thế à? Ôi, anh ấy thích cục cục. Em ôm cái cục kia rồi. Làm cục nữa làm gì? Còn đang nợ tiền. Nội lực đấy, đúng rồi chị ạ. Cứ thích nuôi đồ dở ơi, xa lắc xa lờ. Đấy. Nghệ gừng đang bắt sâu ra. Chả tiếc, chị thấy nó mấy triệu cả bể đấy, cả bể là 7 triệu. Cả bể là 7,5 triệu. Cách đây mấy tháng đâu có dám bán đâu, gọi là bán nhưng mà để chuyên đục cây anh à, bà chuyên đục cây đấy, học con thôi mà học về đây là gần kéo đẹp mà đã được đi chơi đấy. Rồi, chúc mừng 2 bác nha. Cấp luôn này. Con này kinh điển đấy, rồi. Thường tiền. Đập tiền không anh? Là chục tính. Là chục nhỉ. Thần thiết thì sướng. Ra nhiều đấy nhỉ. Mà nó thấy con này cho người ta. Đấy, chụp dẻo lắm. Tuyệt vời mà. Nghệ gừng bắt sâu thì tuyệt vời. Rồi chúng ta đục cây nhập tâm phết đấy. Mặt cũng là người tươi tỉnh, lúc nào phải nhập tâm vào. Bên ngoài là không cần biết đang có gì luôn. truyền thôi. Ừ. Riêng thì phải kẹp theo xả nữa. Nhập chở cái này có nặng không? Nghe mà. Khô mà. Chỉ đặt thôi, để khô cho trời nó nhẹ mới đã. Nước 5 lít nước nữa thì ông tha nào. Tức 5 lít nước phải khác chứ. 5 lít là 5 cân nước nữa rồi. Đấy. Nghệ nhân nổi tiếng số 1 chợ đang thi triển công lực. Đẹp đấy, tí nữa để quay lại xem kết quả. Ừ. Có hàng khô này hay đấy nhỉ. Quê. Đây dưới vừa nãy bảo là mấy đồng, 2 đồng mấy chẳng nữa. Ghê chứ. Quên là bà đông nữa, quên rồi, có đáp gì. Chợ búa này liều tiều lắm. Vừa múc cái xi 10 đồng của Bắc Trung rồi. Đấy, nợ nần rồi, lại lao vào vòng nợ nần rồi. Lao vào vòng nợ nần rồi. Nần rồi các bác ơi. Mình toàn là, nó khó là mình, thứ nhất là mình chơi, mình lười giao lưu. Cái thứ hai là khôi mà, khôi phải nuôi chứ. Hình hài, hình cốt rất đẹp nhưng mà phải nuôi chứ, nên lên đâm ra là nó đọng, cái tiền ở đấy rất là lớn. Đấy. Ai cũng không làm nào. Đây cũng là chịu bán làm. Kiếm em là xong. Ai cũng là làm đục là ừ. Hiểu là không dám lùa vào đâu. Ý tưởng tốt là phải thực hiện ngay. Nào mà đẹp lên thì làm. Cục là không dân đây này thì làm sao mà đẹp được. Ừ, thì nó bí cổ. Cổ nó cổ. Này, ngày trước có đi làm phượng mộc không? Có. Này anh có đi tìm hiểu không? Không à? Bên anh ông nào đi đấy? À được. Okay. kéo kim kéo trong từng này, kéo cưa, kéo nó khó nha. Bỏ đi á? Ừ, cái tường bên này chứ. Trong này nó là tay một. Ừ. Nhìn đây nó là khác rồi, dâu đây là khác rồi. Bỏ này đi. Dím xuống làm bệ. Đây, đây sau nó xuống dê mà, sau nó ra dê mà. Thì đó.